Con là Phật tử theo truyền thống Theravada. Thời gian gần đây con thấy trên các phương tiện truyền thông Facebook, Zoom, YouTube có mở các lớp dạy online về 12 nhân duyên, duyên hệ. Sư cho con lời khuyên là con có nên theo đuổi các lớp trên không? Vì tự bản thân con thấy các pháp trên thật sâu xa, không dễ dàng lãnh hội. Nếu một Phật tử có kiến thức sơ cơ như con thì nên bắt đầu thế nào cho việc học pháp được thuận lợi? Thưa với quý vị đó, nếu mà quý vị nói là theo theo truyền thống Theravada mà quý vị bảo là cái 12 nhân duyên mà duyên hệ là nó sâu xa đến cái mức mà quý vị theo không nổi thì phải coi lại, phải coi lại. Tại vì nếu như mà quý vị nói lên tới cả thí dụ như là bộ phân tích bộ pháp tụ A Tỳ Đàm thâm sâu thì đó sư không nói. Nhưng mà mấy cái này là mấy cái mà mình phải biết thì mới dám gọi là dỗ ngực xưng là mình là theo truyền thống Theravada, nói thiệt nha. Đấy mà bây giờ nếu như mà quý vị muốn biết á, thì lại một lần nữa không lấy giờ mèo khen mèo về đuôi, cái lớp A Tỳ Đàm dở lòng nha, sư có rồi, có mở rồi. Cuối cuối lớp A Tỳ Đàm đó là sư có nhắc qua về cái duyên hệ cho quý vị hiểu ha. Còn 12 nhân duyên á là ngay từ cái buổi đầu tiên, ngay từ buổi đầu tiên của lớp A Tỳ Đàm vỡ lòng là sư có nói 12 nhân duyên. Cho nên là sư đã đem cái gọi là đem những cái khó nhằn nhất, sư đem đó, sư cắt, sư lọc, sư bóp cho nó dễ hiểu, dễ tiếp thu, sư nhét vô cho quý vị dễ dễ tiêu hóa. Thì nếu mà muốn học thì cứ mở cái đó ra mà xem. Rồi còn nói về pháp á, thì có thể là quý vị ráng học những cái lớp nào mà mình có khả năng hiểu được. Cái lớp nào mà mình không có khả năng hiểu được á, một là cái trí mình chưa tới thì cũng có, nhưng mà cái khả năng thứ hai là cái khả năng trình bày diễn đạt của cái vị giảng sư pháp sư nó hơi khô. Nói nó kỳ. Sư phải nói sư có tham dự những cái lớp của sư Thiện Hảo thì lớp sư Thiện Hảo phải nói là chất lượng, chất như nước Chất cốt như cắt, nha, chất như nước cốt. như cắt. Nhưng mà quý vị theo á là nó khó nhằn lắm chứ phải dễ nhằn đâu nha, khó nhai lắm á. Cho nên á một phần á là do cái chất lượng, nhiều lúc á, nó chất quá mình nuốt không nổi. Nhưng mà một phần á cũng có thể là do cái vị trình bày á, vì đó chuyên về cái chuyên môn hơn là về cái khả năng là thuyết giảng, đem cái chuyện sự đó cho nó mềm mại, nó dễ hiểu, đưa cho quý vị coi. Cho nên á, pháp thì nó không có sâu cạn, cái quan trọng là mình có tìm được cái con đường nào phù hợp với mình hay không. À, những cái lớp học á nó mang hình hài của hai xu hướng. Thứ nhất là dạy để chất lượng cái người học, là khi mà xong khóa rồi cái người học á, cái người học đi học cái khóa nó sẽ ra cái chất lượng, có nghĩa là cái người học đã đậu rồi đó. Và thứ hai là học cho ra phá học, tức là mở lớp rồi dạy để cho ra phá học. Thì như vậy mình học hai ba phá rồi cái mình đừng mình cứ reset về số không nha, chứ mình đừng có nói tụi ba phá tụi bốn phá nha, mình cứ reset về số không đi thì coi như mình học lại nữa. Có những vị tôi biết phá nào không vô á, nhưng mà như pháp là vô, nhưng mà hỏi cái tâm đơn giản ngũ sông thức không nhớ. Nhắc giống như nhớ hồi cấp 3 đó, cái môn mà tôi dốt là tôi phải học ba bốn lớp đó. Môn đó là A Tỳ Đàm, những lúc Cái không đến môn được. nào mình dốt á mình đi học thêm, mà càng học thêm càng ngán. Mà đó mình học á, mình nhớ
mình đừng có lấy con số là ba phá bốn phá, mình đừng có lấy tôi học tới bộ này bộ nọ rồi nó khổ lắm. Nhiều người thuộc bài lắm, pháp con mà pháp chia các pháp chia làm hai chân đế tục đế chân làm một hơi luôn nhưng mà nghĩ không nhớ. Thì nó cũng cũng được, nó cũng được, giáo viên cứ vô ngồi đi nghe được cái này ta nói là uống thuốc bổ, uống bổ bằng đông rồi bổ bằng tây. Nhưng mà nó cái thuốc bổ nó có một cái vấn đề này nè, cái người mà yếu cơ thể bị như đang bị cảm, yếu cơ thể uống thuốc bổ vô, thuốc bổ lệnh bình trong bụng nó hấp thu vô máu thì mình học dược pháp thôi. Nhiều trường hợp nó cũng giống như đang cảm uống thuốc bổ thì mình phải chịu cảm xong mình uống, có nghĩa là cái giáo lý mình đó, cái nền tảng về Phật pháp của mình nó nằm ở cái mức gọi là dưới trung bình, nó xin lỗi đào ba tấc đất ở dưới rồi thì mình phải trước tiên mình phải lên mặt đất một cái đã rồi mình hả đi bậc thang một bậc thang hai chứ đang mình đang đang ở ba tấc đất á, đang ở sâu ba tấc đất, cái nhiệm vụ của mình bây giờ là mình lâu leo lên trên mặt đất rồi đó. Thì có những vị á cái nền tảng cơ bản nó mất tiêu rồi nhưng mà cái xuyên nhảy vô mấy cái pháp vi pháp rồi nó đạo đáp ứng cái cho mình cái tôi cái danh đó. Tôi học nhiều pháp, tôi học 12 nhân viên, tôi học phá tài phá nọ, tôi biết đó sư thư là sư chân tuệ, sư thư biết quý vị có ai biết sư thư không, tôi theo qua sư thư bảy phá tập diễn viên đủ chắc không nhớ giả sơn thân tôi chứ người ngồi đây hầu chuyện quý vị nè bảy khóa nhớ chút à. Thì á cho nên xong rồi giờ quên chừng rồi nhá, quý vị ghi đầy tập xong rồi quý vị bỏ dụng tập. Quý vị ghi thì quý vị có trách nhiệm học thuộc cái mình ghi nha. Tôi thấy thành ra đó tôi cái cách học của tôi là tôi học bằng cách tôi nghe khẩu và tôi nhớ nhớ được nhiều nó của tôi cũng ghi à, tôi lưu âm lại tôi quay lại chừng nào tôi cần tôi lấy ra tôi kiếm chỗ đó tôi nhớ tôi không thèm ghi nữa tại vì mình ghi ghi bảy tám cuốn tập dục đó tại vì khi mình ghi ra rồi mà mình không học là càng ngày mình ghi càng nhiều là lúc đó mình mệt mỏi luôn nha bảy tám cuốn tập nha. Rồi thứ hai nữa là gì, ông giảng sư ông giảng ở trên này mình dưới này mình ghi cái lúc mình ghi á, thì mình biết nó là cái gì nhưng mà cái chừng quay lại rồi đó ha ủa nó là cái gì vậy, có nghĩa là mình ghi theo kiểu của mình là mình cũng chết nha. Cho nên khi khi mà mình học chi pháp á để pháp nó rất là khó, nó rất là khó giống như học giống như hồi nhỏ mà đi học hóa học quá trị đâu khủng khiếp thì nó đòi hỏi một cái nỗ lực rất là lớn để mình học thuộc lòng. Nội mà học thuộc lòng thôi quý vị học thuộc lòng cái bản niêu tôi là đưa quý vị lên mà ngồi đốt cây nhang được rồi đó, phải nói là siêu rồi đó. Nhưng mà nó không phải là cái hết, nó không phải hết, mình phải hiểu nữa, mình phải phân tích được. Mình thấy hai vị giảng sư A Tỳ Đàm ngồi bàn luận A Tỳ Đàm với nhau, đâu phải các pháp chia làm hai mà ông đâu nói vậy, các ngài nói chuyện ghê lắm. Dòng sở sư Chánh Minh mà nói chuyện sư ca sư trưởng chắc chắn thì mình thấy khủng khiếp, nói mình không hiểu gì luôn, nói rất là dữ. Thì mình học bảy phá tám phá thì cũng biết nhằm buông ra mình phải bàn luận về vi pháp được chứ không phải là A là B chắc cà là chấm quýt không được, trái cà là trái cà chứ không phải tâm bất bất thiện hỗ trợ vô trợ cái mình đọc vậy thôi là không được, mình phải bàn luận vô nó tâm nào phối hợp tâm nào các cái làm sao làm sao làm sao thì mình mới đạt tiêu chuẩn. Còn cái quý vị đang theo là học thuộc lòng nhưng học thuộc lòng nó đã khó rồi. Hết. Nghe có Hoàng Hiền Ngô nói các pháp kinh kinh của sư giới thiệu cho người hữu duyên ấy. Người biết thưởng thức thì khen ngon, còn người chưa biết thì than cà phê đắng. Đó. Trời À, ơi, ngay ngay cả mình ngay cả bản thân sư thì sư tự nhận nha là sư giảng nó cũng đã tương đối mềm rồi đó, sư giảng nó là không có pha trò, không có pha chuyện, không có kể chuyện hài, thành ra là nhiều lúc quý vị thấy nó khô. Chứ còn nếu như mà nói về pháp thì sư thấy là sư đã tương đối là mềm rồi đó. Đó, mà còn có người chê đắng nữa. mía mía cầm cầm ai cũng được, tao xây nước mía cho uống rồi không uống
Sẵn thì ở đây á, trong cái kinh của sư nó có cái danh sách pháp là lớp Phật pháp căn bản nè ha, rồi cái vấn đáp Phật pháp cho bây giờ là 1318 câu rồi, là rất là nhiều á. Rồi ngoài ra còn có cái lớp Phật pháp nền tảng. Thằng giấy bên kia đó thì quý vị có thể xem ha, học đấy. Rồi ngoài ra thì còn có những cái bộ kinh khác của Ngài Giác Nguyên như là Trường Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi. Ngoài ra còn có A Tỳ Đàm Vỡ Lòng đấy, tha hồ mà học nha. Hồi nó